Chương 7. Một buổi chiều lối 5 giờ rưỡi, cô Lý đứng trước một gian hàng bán trái cây tại chợ cũ, lựa bom và xá lị mà mua. Chệt cân và gói trái cây cho cô liền mở bóp lấy tiền trả. Bỗng thấy một chiếc xe hơi lớn ngừng gần đó, rồi cô Oanh và cô Tuyết trên xe bước xuống. Cô nào trang phục cũng may theo kiểu tối tân, mà nhất là cô Oanh, trang điểm hẳn hoi, tóc cục và uốn quăng, nên tướng mạo coi thiệt là đẹp. Song cái đẹp ấy có vẻ nhân tạo, chứ không có vẻ tự nhiên như hồi trước. Cô Lý sợ cô Oanh gặp mình rồi ái ngại, bởi vậy cô không dám ngó cô nọ, cứ kiếm chuyện nói với người chệt bán trái cây. Chẳng dè cô Oanh đi ngang qua, ngó thấy cô Lý thì đứng lại, rồi vỗ vai cô Lý mà hỏi: "Chị Lý, chị Mạnh giỏi hả?" Cô Lý dây lại, ngó hai cô nọ mà cười và đáp: "Tôi chào hai chị, cảm ơn tôi Mạnh giỏi luôn luôn. Hai chị đi đâu đây?" Cô Oanh cũng cười và nói: "Trời mát nên thả đi chơi, chứ có đi đâu mà nói. Chị mua trái cây phải không?" "Phải, tôi mua ít trái xa lị." "Sao chị không qua hàng bên Tây á, ở bên Catinat mà mua? Ở bên này á, chợt bán đồ ngon lành gì?" "Tôi mua 7 ít trái, không cần gì phải ngon cho lắm. Mua đồ bên Catinat mắc quá." "Quái, ăn ngon thì thôi, chớ rẻ chút đỉnh thì hại gì. Chị mua rồi chưa?" "Mua rồi." "Vậy tôi mời chị lên xe hơi, chạy một vòng vô chợ lớn chơi với hai chị em tôi." "Cảm ơn chị, tôi mắc việc nên không thể đi chơi được." "Việc gì, chị còn dạy hay là không?" "Còn." Cô Tuyết bây giờ mới nói: "Chị Lý là bậc giáo sư, mắc lo giữ luân lý đặng làm gương cho sắp nhỏ. Chị đừng chịu đi chơi như tụi mình à." Cô Lý đáp: "Xin lỗi chị, không phải vậy. Đi chơi là một chuyện cần ích cho cuộc sống của người làm việc và trí não. Đi chơi chánh đáng thì có hại gì cho luân lý mà tôi không chịu đi chơi. Tôi tự là vì tôi bận bữa nay, không có đi chơi được." Cô Oanh nói: "Thôi, chị mắc việc thì hai chị em tôi đi." Cô Lý thấy cô Oanh nãy giờ không thèm hỏi thăm tới chồng con, thì cô lấy làm buồn. Bây giờ cô nghe cô Oanh tính đi, cô muốn gợi hỏi thử lòng cô nọ, nên cô nói: "Nè chị Oanh, con Yến học giỏi quá đa chị. Học chưa đầy một năm mà nó đọc sách giòn giả, viết lẹ làng lắm." "Vậy hả? Chị có nhớ nó hay không?" Cô Oanh chau mày, đứng dụ dự một lúc rồi mới đáp: "Có khi cũng nhớ vậy chứ. Tội nghiệp con nhỏ quá, nó nhớ chị nên coi nó ốm nhiều." Cô Oanh cúi mặt ngó xuống đất, không nói nữa. Cô Lý biết cô đã động lòng nên nói tiếp: "Có vậy mới biết con thương mẹ hơn mọi người hết. Ấy là tại tánh tự nhiên trời khiến như vậy. Như con Yến đó, nó đường chạy chơi mà hễ nghe ai nhắc tới má nó là nó buồn hiu, rừng rừng nước mắt rồi kiếm chỗ mà ngồi. Thiệt tôi thấy thương quá." Cô Oanh đứng lặng thinh. Cô Lý nói nữa: "Bữa nào chị về thăm nó một chút nghe. Chị về chắc nó mừng lắm." Cô Oanh suy nghĩ rồi lắc đầu mà đáp: "Tôi về nhà đó nữa sao được?" "Sao lại không được?" "Rủi tôi gặp thầy rồi sao? Mà giàu không gặp đi nữa, con Yến hoặc trẻ trong nhà nó học lại với thầy thì kỳ cục cho tôi quá." "Có gì đâu mà kỳ cục, tôi biết ảnh còn thương chị Lung lắm. Tôi chắc hễ chị về, chị nói một tiếng xin lỗi với ảnh thì chuyện gì ảnh cũng quên hết." Cô Oanh suy nghĩ hồi lâu rồi đáp: "Không được, tôi đã nói dứt với thầy rồi."
giận nên nói vậy chớ dứt giống gì. Tôi nói với thầy đã hết duyên hết nợ rồi, tôi có biểu thầy kiếm vợ khác mà làm ăn, bây giờ tôi còn về đó làm chi. Ảnh còn thương chị Lung lắm, tôi chắc chẳng bao giờ ảnh chịu cưới vợ khác đâu. Thầy còn thương tôi, nhưng tôi không có thể thương thầy được nữa. Tại sao vậy? Tại tôi có chồng khác rồi. Chị nói chơi như vậy? Không, tôi nói thiệt chứ. Tôi có chồng khác, ai cũng biết hết thảy. Có lẽ thầy cũng biết rồi chứ. Tôi không có nghe ảnh nói. Có lẽ nào mà ảnh không nói với chị. Thiệt, tôi không có nghe ai nói sự ấy hết. Nếu chị chưa nghe thì bữa nay tôi nói đó cho chị hay. Xin chị làm ơn nói cho thầy biết, để thầy hết trông chờ tôi trở về nữa. Việc chị cậy đó là một chuyện khó làm hết sức, bởi vì báo một cái tin buồn cho người ta thì mình đâu có vui gì đâu. Tin như vậy sao mà chị gọi là tin buồn? Chị tưởng thầy nghe tôi có chồng khác có rồi thầy buồn hay sao? Xưa rại ảnh buồn lung lắm, nhưng buồn còn hy vọng có lẽ chị thương nhớ con Yến mà chị về. Nếu nay ảnh hay tin chị có chồng khác, hy vọng trở thành thất vọng, rồi buồn càng lớn bội. Cô Tuyết dành với cô Oanh mà đáp với cô Lý. Nếu mẹ Sự Thiện có buồn, thì chị làm ơn cắt nghĩa cho thầy hiểu. Người ta buồn thì làm sao mà cắt nghĩa cho người ta hết buồn được chị? Sao lại không được? Chị thiệt thà quá. Chị nói cho thầy hiểu rằng ở trong đạo vợ chồng, nếu có một người vui lòng mà thôi, còn người kia không vui chút nào hết, thì không thể làm vợ chồng được. Theo lớp ông lớp bà mình hồi trước, kết vợ chồng chỉ lo cho người chồng bằng lòng, còn người vợ là tôi mọi, dù vui hay buồn gì cũng phải chịu, nên không ai thèm để ý tới. Đời bây giờ thì nam nữ bình quyền, nếu đàn bà cần đàn ông bảo hộ thì đàn ông cũng phải cần đàn bà giúp đỡ vậy chứ. Muốn niềm vui do vợ chồng đầm ấm thì vợ chồng phải vui lòng như nhau mới được. Mẹ Sự Thiện kết hợp vợ chồng với chị Oanh thì mẹ Sự Thiện vui lòng mà chị Oanh không có vui, thế thì ở sao được? Mà hễ liệu ở không được thì dứt phức đi cho rồi. Nhất là phải dứt lúc còn thanh xuân, để kiếm người khác đồng tâm hiệp ý mà chấp nối, cho khỏi uổng công cái đời của chị. Chị cắt nghĩa rành vậy cho mẹ Sự Thiện thì chị tự nhiên là anh, chị thấy anh hiểu hả? Ồ, về vợ chồng chị có cái quan niệm mới lạ quá. Ở đời nào cũng phải có tâm hồn theo đời nấy chứ sao. Cứ bò bò giữ thói quen như hồi xưa hoài thì trái đời quá coi sao được. Cô Lý lắc đầu mà cười. Cô Oanh vỗ vai cô Lý mà nói: chị làm ơn về cắt nghĩa như vậy cho thầy hiểu. Chị nói cho thầy hay tôi có chồng khác rồi thì thầy thấy mừng chứ không buồn đâu mà chị sợ. Tôi biết chắc như vậy nên tôi mới cậy chị chứ. Tôi không dám lĩnh lời chị cậy đâu. Thà là để tự nhiên cho ảnh hay. Tôi muốn cho chị nói cho thầy hay kia chứ. Tại sao vậy? Tại vậy đó, người khác nói cho thầy hay thì có lẽ thầy buồn, chứ nếu chị nói chắc thầy vui lắm. Nghe lời chị nói, tôi không hiểu ý chị muốn thế nào nữa. Coi kìa, tôi nói dễ hiểu quá, tại chị thiệt thà nên chị không muốn hiểu. Phải, tôi là người thiệt thà, mà vì thiệt thà nên tôi ngay thẳng, lòng tôi trong sạch, bởi vậy những lời nói quanh co tôi không có hiểu nổi. Cô Oanh cười ngất, rồi kéo cô Tuyết đi và nói dối lại với cô Lý. Thôi, chị về mạnh giỏi, nãy giờ tôi nói chơi chị đừng có giận tôi nghe hôn. Tôi xin gửi con Yến cho chị dạy dỗ, chị làm ơn hôn nó 100 cái giùm tôi nghe. Hai người dắt nhau đi coi bộ vui lòng mãn ý lắm. Cô Lý đứng chau mày ngó theo, rồi cô lắc đầu, nói lẩm bẩm một mình. Tội nghiệp quá, ham vui chơi,
ham chân diện đến nỗi phải đi lạc đường, sái nẻo, mà không biết giật mình, chưa chịu ăn năn còn kể gì nữa. Cô giói lấy 2 gói trái cây, rồi bước lên xe kéo, mắt còn ngó theo cô quanh.